Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Em Việt tiếp tục về được một cặp bô dắt nữa quý vị và các bạn. Cặp này khác với cặp trước nha. Cặp trước thì nó còn nằm ở đây. Cái lưới nó xấu hơn cặp này, lưới nó đẹp hơn. Và cặp này là cái đời 4 lo quý vị và các bạn. Lưới ở phía trước những cái ô vuông vuông này nè, họ làm cái thanh này họ làm bằng đồng nha, chứ không phải bằng gỗ đâu quý vị và các bạn. Bằng đồng nó mới chịu nổi, chứ gỗ nhỏ nhỏ vậy nó gãy hết rồi quý vị và các bạn. Rồi để em Việt đo kích thước nha. Chiều sâu là 41. Thì cặp này nó nặng chắc tầm khoảng 100 kg. Chiều ngang là 67, ngang là 67 và chiều cao là 76 quý vị và các bạn. Đó. Và quý vị thấy là cặp loa này nó thiết kế nhìn rất là đẹp ở mặt phía trước, rất là cổ kính, trưng bày rất là im luôn quý vị và các bạn. Đây là cái dòng bô sắt của Mỹ ha. Thì bạn nào chơi lâu năm thì sẽ biết cái dòng này, bô sắt Chio, rồi bô sắt Chio thì nó của Nhật, nhưng sau này là nó cũng có hợp tác với cái hãng bô sắt này để nó sản xuất lo vì các bạn. Và đa số là cái hãng Chio họ đóng thùng là nhiều. Chio của Nhật họ đóng thùng cho bô sắt. Thùng này thì không phải thùng của Nhật, thùng này thùng Mỹ luôn. Cặp này thì sản xuất cách đây chắc khoảng 70 năm rồi quý vị và các bạn. Cái dòng bô sắt này thì mình thấy cái cấu hình lo của nó đó là rất là giống nhau. Nó chỉ có khác mẫu thùng đồ này nọ thôi quý vị và các bạn. Thì nó có mấy mấy đời lo bát à, rồi mấy đời lo chép à, và một đời lo chung. Nó cứ như vậy mà nó xoay quanh những cái mẫu thùng, rất là nhiều mẫu thùng. Đấy. Rồi để em Việt quay ở phía sau để quý vị và các bạn xem được cái model của cái cặp bô sắt này. Thùng gỗ lạng quý vị và các bạn. Thì đồ cũ qua sử dụng theo năm tháng này nó cũng chày đồ này nọ, chịu quá. Ở phía sau thì em Việt cũng đã tháo ra rồi đó. Và em Việt có chụp hình đây để em Việt chèn vô video này để quý vị và các bạn cùng xem. Mình tháo ra mình xem rồi. Thì dòng này quý vị và các bạn lưu ý là nó 4 lo nha, 4 lo và nó có led rai đó. Nếu không đúng led rai thì âm thanh của nó sẽ không phủ được giọng nha quý vị và các bạn, lưu ý như vậy. Bô sắt trừ 302A. Đây quý vị và các bạn, bô sắt trừ 302A. Và cái đời 302A này nè, nó rất là nhiều đời nha quý vị, lưu ý. USA của mình là USA. Còn cái tem này là cái tem của Nhật, thì mình nghĩ đây là một cái siêu thị nào đó ở bên Nhật họ phân phối. Tại mình không có dịch ra tiếng Nhật, mình không có dịch ra nên mình không có biết, thì mình đoán vậy thôi, thường là vậy. Thì bên Nhật họ nhập hàng về quý vị và các bạn, thì họ sẽ dán cái tem của họ để họ bán. Rồi bên đây phía sau cũng đẹp luôn quý vị và các bạn, và nó có led gai nha. Đó. Bên kia led, bên đây gai, và cái này nó trùng số luôn quý vị và các bạn, lưu ý là cái chỗ cái số này nó trùng là ok ha, là đúng led gai đúng cặp luôn, là DD23919. Rồi bên đây cũng vậy, DD23919 là trùng một cặp luôn nha quý vị và các bạn. Và đây là cái cũ lo bát đây quý vị và các bạn. Em Việt tháo ra, em Việt chụp hình để quý vị quan xem. Cũ lo bát cũ rất là to luôn. Thì lo này nó có 3 đường tiếng. Đây là hai cái lo chép quý vị và các bạn. Hai lo chép 8 ohm thì họ đấu thành 16 ohm. Và đây là cái cũ lo chung, thì tất cả các cũ lo này nó đều có mã số hết quý vị và các bạn. Và cái cặp này ở trên thị trường thì anh em bán nó rất là đắt tiền nha quý vị và các bạn, chứ không phải rẻ đâu. Anh em bán khoảng 25, 27, 28, 30, 3 mấy. Nếu như mà cái cặp mà như của em Việt nè, là lưới nó còn như thế này và thùng nó không xì ba tút tát mà được như thế này á, thì mình nghĩ anh em bán nó đâu tầm 3 mấy đó quý vị và các bạn. Hay tầm 3 mấy chứ không rẻ đâu. Cái cặp này mở lưới được, mình là biến lực lợi để mở lưới quý vị và các bạn.
thì khi muốn mở cái lưới này á, mình lật cái ngửa cái mặt ra, thì ở phía dưới cái đít nè, phía dưới cái đít lo, tức là phía dưới ngay chỗ cái tem này nó có một con ốc, thì mình dặn ốc nó ra là mình kéo cái lưới này xuống ha. Đó thì nó cũng hơi khó kéo, nó hơi nặng tay lắm, tại vì là cái lưới này nè, họ làm rất là sát, để nếu mà nó không sát á, khi mà đánh cái nó sẽ gung nó sẽ ghè. À, vì các bạn lưu ý như vậy thì mình kéo nó rất là nặng tay, cho nên mình cũng làm biến tháo ra tháo vô. Vì hoàng khi mà tháo á, thì đôi khi mình gài lại không sát, đánh nó ghè ghè, nó mất công. Thì chỉ có mình đây thường á, phái là phải tháo cái lưới ra để xem mặt lo thôi, chứ còn ở bên kia người ta xài người ta cũng có tháo không, vì các bạn trừ khi gặp vấn đề này vấn đề kia người ta tháo. Rồi, em việc đấu giá cặp này cực kỳ tốt luôn, mình bán cho quý vị và các bạn với cái giá đấy chỉ có 20 triệu đồng thôi, không bao gồm phí vận chuyển, giá này không mà cả trái giá nha, mình lời chưa được 1 triệu, cho nên đừng trả giá khỏi mất thời gian. Rồi Onkyo Setter 10 mình có một cặp đó nha, bạn nào cần mua món nào thì liên lạc với mình đó. Cả cái tiêu âm của Onkyo Setter 10 cũng có nè, cái tán âm chứ đó, chép thùng phân tần gì có hết ha. Cái tán âm này ngang là 44. Cái Onkyo Setter 10 này nó là Onkyo GBL đó quý vị các bạn, nó hợp tác với cái lưới này cũng đẹp luôn đó. Bạn nào muốn mua món nào mình bán món đấy, hay là muốn mua nguyên bộ thì anh em bán ba mấy, mình bán tầm khoảng 30 đổ về thôi. Có người thì nếu mà đẹp như vậy chắc họ bán khoảng 40. Rồi em Việt xin chào.